Hey, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là miền Nam của California. Và đây là cái mò của phước Lộc Thọ nha. Ở đây là tiệm bánh mì này. Rồi người ta bán áo dài rất là nhiều này. Bây giờ là ngày mùng 10 này, lễ vía thần tài. Tất cả là ùa nhau về để đi mua vàng. Nhưng mình đi quay áo dài cái đã nhé. Hai ông bày đây, ở bên này còn hai ông bày cây dạ 63 lúc cao để mình coi nha. Bây giờ có một chị đi đang đi mua vàng đây. Áo dài xung quanh đây là toàn bạn đôi dài. Đôi dài vậy là một bộ là 50 đô. Cái áo là đang treo áo quần nam này. Một bộ dài 50 đô này. Trong cái áo quần nam đây là 80 đô. Bây giờ rồi các con mua được cả không? Lấy kêu mình đi đi. Phong mua cái gì thế? Mua một cây vàng con. Bà con ơi. Đáng. 10 đô một cái áo. Trong này bạn giống mới chờ đông ba vậy đó. À, có mấy người đang đi mua áo dài này để tết sang năm bừng này. Bây giờ là tết mà nên tết con rồng. Cái áo con rồng là đẹp thế. Đây là 10 đồng chạy. 10 đồng một cái áo dài. Ha, đẹp ha. Mua dài mặc đi xong. Ờ, mặc nước với dòng phê. Ờ. Chớ, mà đẹp mà. Mặc thử đi. 10 đồng một cái xeo. Đang xeo bên T một bộ 50, bên này 10 đồng một cái đang xeo. Bên kia là vải có đẹp hơn. Bên đây nhưng mà đồ đi trên này đi chùa đi đồ lần đẹp chưa ai dài đẹp chứ phải nói là vậy là Việt Nam toàn là Việt Nam. Chiều nào chiều nào chiều nào cái này là mua bè rồi đó cũng mua đồ về bán một bộ dây 20 đô tức là 200 mấy đây cũng trang mỏng tanh mình bán có vài con đẹp con đây bán mỏng quá. Chị đâu mua vài cái đi mà bấn đó màu đó, đó hay cái hay màu đó đẹp mà phải bấn quay có đẹp hay không cái 10-40 đồng mấy quay cái này được nè quay này. Đó nhiều người ta lừa một bộ 10 đồng à chị đâu con mẹ này lấy cái này đẹp nè. Ừ. Ừ.
có thử đi. Bên đó 10 đô một cái áo trẻ con. Người rất là nhiều nha. Toàn tiệm Việt Nam này, tiệm vàng Kim Huệ này. Đó. Này, bán đồ rất là nhiều. Ôi shit. Cái gì cũng có hết này. Trong Việt Nam là ra Việt Nam hết này. Đồ giả, đồ đồ gì cũng có hết đó. Coi thằng cục đẹp mà, thằng cục đẹp đấy đó. Khóa em mặc áo dài thì đẹp không Khóa? Đẹp không? Thích không? Ừ, thích à? Thích thì thử đi cái. Đúng đó. Thích làm vài cái đi, cái màu đỏ màu trắng đi. Phải hỏi tay á. Mà chị lấy áo dài này từ Việt Nam qua hả? Em cũng bán phụ thôi. Phụ cho người ta thôi. Chít chít, cái áo dài đẹp nha. Lấy được cái nào chứ chị hai? Còn cái đó cho mấy. Có một cái sao, hỏi con đó thế, nó bỏ trong bi nhiều kia. Trong bi là nhiều cái lắm ạ. Phong, tại sao cháu mua rồi Phong? Mua một cái mặc thế, giống Khóa rồi thế. Hay là chưa có người yêu? Ngày này là ngày vía thần tài nghe cả nhà. Đó. Ai ai cập độ số đi mua vàng hết đó. Người nào cũng đẹp không tịt mà người nào cũng đẹp hết á. Khóa 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 ơi. Khóa. Em mua cho một cái kia này đi. Em mua cho một. Tại vì cái chỗ này Việt Nam vàng á, có người chị mua 200.000. Rồi mua người chiếc nửa chiếc rồi đi coi. Để Khóa mua cho một vài chiếc này. Trời ơi. Đẹp gì sợ luôn. Khóa. Thôi. Thôi mua đồ thật đi em. Mua đồ thật đi. Đi mua đồ thật đi. Mua đồ thật. Khóa đang biêu đồ thật. Nhanh lên. Đồ chiên có hết này. Thấy chưa? Chắc đấy vàng không cũng là vàng mà chắc đấy vàng người ta chuộng nhiều hơn và tốt hơn. Còn bên đi nhiều khi phải dễ phá sản hiểu không? Bên Việt Nam thì đó. Hey, xin chào cả nhà, đây là nhà hàng gì đây mà người đực nhiều quá. Phải ở miền Nam của nước Mỹ là rất nhiều người Việt Nam. This is touch.
Đấy. Chỗ chị đi. Chị đâu đứng đây, em đi quay chụp đây. Đứng đó. Phan. Phan. Chỗ này là chỗ gì đây? Ở đây là cái bạn là gì đây? Đây một tiếng là Map Cafe and the Rooms là luôn để cà phê và người ta bán luôn. Úc Úc đây là miền Nam California, thấy đất đai phì nhiêu thật luôn, đất đai rất là phì nhiêu. Bây giờ là mùa xuân, bông mận mở, bông mận nở rất là nhiều. Vậy nói là bông bà là mù. Chứ mình đi đâu? Chứ mình đi đâu? Chứ ăn đồ khác đi, kiếm đồ khác ăn. Chứ mình đi ra chờ cửa cầu thò xíu, chạy qua lại lên thôi. Ngươi đừng đóng nữa nha. Rồi mình order được không? Đấy. Order thì ngồi thôi. Order thì ngồi đâu. Ý dạ mình nói mình order là một tiếng sáu, mình tới là một tiếng sáu là có rồi. Một tiếng sáu mình order ăn. Một tiếng thôi em hả? Là tức là một tiếng sáu mà mở cửa phải không? Bà nói gì vậy? Bà đi tìm cái chờ quá đi, có bà hỏi mình biết không chị chờ mặt. Quá đến hình như ở phía bên đây đi. Bà nói cái thứ trên má mình chị chăm lại đi. Bà mê đi đi. Mình ở mình đoạn mình có thể tin cửa hạ tới mình đi chị chờ mặt. Mình đâu có cái tâm này. Để họ đi, tự đi tìm. Tại sao họ không đặt người GPS? Họ đặt rồi thì bà nói bà đặt mình chị chăm nhau ngay. Đang lên 56. One house.